ngập hết lên trên này rồi này. Ui ôi, thế là đợt vừa rồi là ở đây là mưa to lắm ấy các bác ạ. Đây, cái gốc cây này nguy hiểm quá. Đang bị tắc ở bên kia là nó thành ra nó không đi được là nó mới xuống đây. Ui cái hòn đá này to thế. Cần hai người không? Không. Em một mình em. Ừ. Ui bao giờ mới xếp xong được? Cái này mưa là cứ lại mưa nó lại bắt đầu có rồi. Lại xuống. Không anh ạ, em muốn là xếp. Xếp để cho nó cái này nó lấy đá về đây xếp đấy chứ nó có đá nhiều thế đâu. Xin chào các bác, xin mến chào quý cô bác, quý anh chị lại tiếp tục quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Các bác thân mến, hôm nay cháu Khương này có mặt tại nhà của hai anh em Hưng Thuận này các bác. Vừa rồi thì mưa khá là to nên là cháu cũng muốn ghé qua đây để thăm lại cái ngôi nhà một chút xem là có bị ảnh hưởng đến cái ngôi nhà không. Thấy một cái ngôi nhà rất là đẹp này. Không biết là hai anh em có ở nhà không các bác, đóng cửa rất là chặt này. Wow. Đấy, nội thất ở bên trong là đầy đủ rồi, vẫn chưa có kê ra gọn gàng được các bác. Đấy, thời gian thì rất là ít, tivi thì cháu cũng có treo một cái ở bên kia rồi. Đấy, mấy hôm nay thì hai anh em không biết là có xuống đây ở chưa. Ngôi nhà thì khóa chặt rồi, không có chìa khóa để vào các bác ạ. Cháu sẽ đi vào thăm đằng sau ngôi nhà một chút. Tại vì vừa rồi thì ở đây mưa rất là to ấy, sẽ bị ảnh hưởng đến cái chỗ đất nền đất mới. Wow. Đây các bác, đây bị sạt rồi này. Wow, ở đây bị sạt rất là nhiều này. Chỗ này thì đợt trước cháu cũng có ghi hình một lần rồi, nó bị sạt ít hơn nhưng mà đợt này nó sạt nhiều hơn này các bác. Cái chỗ này đã bị ngập hết lên trên này rồi này. Ui ôi, thế là đợt vừa rồi là ở đây là mưa to lắm ấy các bác ạ. Đây cái đằng sau này bây giờ đang sạt ngập đến tận chân tường này rồi. Quá là nguy hiểm các bác. Chỗ này thì cũng không bị ảnh hưởng gì đâu, nếu như mà sạt là cứ cào ra thôi, lại chỗ này lại thêm rộng hơn đấy các bác. Chứ không như đằng sau này thì chắc là cũng không xuống được này. Đằng sau này chắc là không sao đâu. Bị ảnh hưởng cái chỗ góc đây một chút thôi. Đây thì hôm trước em Hương bảo là nếu cứ xuống thì cứ cào ra thôi để đây cái chỗ này rộng hơn này. Tại vì đất của Hưng ấy thì là để cho nó vuông góc ấy thì phải tít thì ngoài kia thì mới hết được. Có thể nó cứ sạt xuống là đỡ phải cào và cứ thế mà xúc đi thôi các bác. Đấy để cho cái không gian nó rộng hơn này, sẽ tiện hơn. Đấy. Còn đằng này thì không bị sạt lở gì đâu các bác ạ. Nếu như mà đợt trước mà không có kè cái tường tường kè đằng sau này thì là chắc chắn 100% là cái chỗ này đã xuống rồi. Đấy bây giờ kè xong là làm nhà xong thì cũng yên tâm cho hai anh em rồi các bác. Nếu như mà hôm nay lên này không gặp hai anh em ở đây thì cháu sẽ lên nhà cũ của hai anh em Hưng Thuận, chắc là lại lên trên kia để chăn dê rồi các bác ạ. À đây xe của Hưng đây mà. Xe để đây mà các bác, hay là ngủ trong nhà rồi. Đây là xe của hai anh em ấy chứ. Ồ, sao không khóa cổ nhỉ, không có ai ở nhà đâu. Chắc là đi đâu đây vắng rồi. Ngồi đây chờ hai anh em một chút quá. Rất là nóng ngày hôm nay ấy. Vừa mới mưa xong ấy thì là cứ ngày hôm sau là trời nắng như vậy thì rất là nóng các bác ạ. Nóng oi. Kiểu như này là tối là chắc chắn 100% là nó lại mưa rồi các bác. Không thể tránh được. Ôi. Cháu nghe thấy tiếng bà con đang làm gì ở kia rất là đông này. Đây, mọi người đang làm gì dưới kia rất đông thì cháu sẽ xuống dưới kia để thăm, hỏi thăm xem không khéo lại Hương cũng ở dưới kia các bác. Hương ơi. À Hương đang dưới kia thật các bác. Làm gì đấy kia đây. À đang nghe thấy tiếng Hương ở dưới kia rồi.
để đi xuống thăm là hai anh em đang làm gì ở kia. Thấy rất là ồn ào ấy. Như cháu thấy nghe cái tiếng hình như là đang cuốc cái gì ở dưới kia ấy. Rất là đông vui luôn. Đây, cái chỗ này là chỗ đất mà ngày trước là đổ vào ấy, bây giờ chắc là kiểu là đang trôi xuống cái kia để xúc ấy. Đấy, cái ngôi nhà thì làm xong rồi các bác ạ. Mấy hôm nay thì mưa rất là to ở trên chúng cháu ấy. Nhiều chỗ hoàn cảnh là chúng cháu không đi được đâu. Như bây giờ đi nhà em Cương là không đi được này. Như nhà của Sen Đăng là cũng không đi được các bác ạ. Và nhà bà Neo Đơn là cũng không có đi được. Bây giờ là đường bị sạt hết rồi. Nên hôm nay chúng cháu lên thì đến cái đoạn đầu kia cũng bị sạt, cũng để xe máy ở bên kia thôi, có đi lên đây được đâu, phải đi bộ thôi. Đấy, những cái món quà mà các bác gửi đến ấy thì là ngày mai, từ ngày mai đổ lên ngày kia ấy thì bắt đầu nắng là chúng cháu sẽ đi trao những cái phần quà mà các bác gửi đến cho các hoàn cảnh ở trên vùng cao chúng cháu các bác nhé. Mấy hôm nay thì ở đây mưa rất là nhiều, nghĩa là mưa được có 4-5 ngày rồi đấy, mưa triền miên luôn. Đấy, cái chỗ nào mà đất mà chắc chắn hơn thì là nó không bị sạt, còn những cái cung đường mà nó như kiểu đất cát ấy, thì bị sạt rất là nhiều luôn các bác ạ. À đây, Hưng đây rồi. Wow, làm gì đấy Hưng ơi? À, hót đường à? Ui, đất nó trôi xuống đây à? Ui, thế là cào đất này để nó trôi cho trên kia xuống. Cái này cái gì đây này? Máy bao này này? Bao xi măng. Xi măng á? Vâng. Họ chèn vào đây à? Vâng, ngày trước rồi. Chèn từ ngày trước. À. Ủa. Này à, anh đang lên trên nhà không thấy em. Hóa ra ở đây hót đất này. Ủa. Có bác đến giúp à? Vâng. Ừ, bác đến giúp cháu đấy. À. Đây bác hàng xóm à hay là? Vâng. Ừ. Ôi giời. Hôm vừa rồi ở đây mưa to lắm à? Vâng anh ạ. Đây, để anh gắn mic này. Vâng. Con chào con các bà, chào cô chú ạ. À, thế là ừ. mưa nhiều quá đúng không? Vâng. Đằng sau kia anh đi tham qua một tí là cũng bị sạt thêm một tí rồi. Đấy, nó càn quét từ trên này xuống. Ừ. Xuống đây. Hôm nay là bắt đầu là trời nắng lại, rất là nóng luôn. Nắng lại rất là nóng. Chỗ này là trước là người ta để vào để lấy số ô tô. Nút đi xe à? Ô tô đi anh. Thế bây giờ chỉ hót mặt trên thôi chứ? Hay là hót ra hết? Hót mặt trên thôi. À. Hót mặt trên này với cả dọn để cho các chú đi lại ấy. Ừ. Ủa thế là cũng... Còn cái xẻng nào cuốc nào không để anh hót cùng luôn? Không ạ, hót một đường vậy thôi. Một đường mai thôi á? Vâng. Để mai cái này em bảo bác ngày trước được cô gì và Vũ Thị Nga sao cho quà ấy. À. Các bác bảo đến hộ một buổi ấy. À, à. Thì là cũng 30 mấy người thì mai em bảo là để sớm mai tập trung ra làm một buổi cho nó xong hết đi. Xong để người ta đỡ phải nói mình ấy. Ờ. Thế là được, trước là anh cũng có xem video là được làm mình là cũng có được hỗ trợ một số phần quà. Vâng. Là ngày mai là em nhờ đội đáy ra để giúp à? Vâng ạ. Có nhờ được không? Có. Ừ. Hôm trước thì các bác có bảo là bây giờ thôi thì cô ấy cũng ủng hộ trợ giúp cho dân làng ấy, thì dân làng bảo là bây giờ thì Hưng bây giờ nó đã đổ lớn như vậy rồi thì ra hộ mỗi người một hai xẻng thì xúc hết ra xong là cho người ta đi lại đỡ vất vả ấy. Đúng rồi. Thế là em muốn là đào cái chỗ kia xuống sâu hơn một tí nữa để nước nó xuống thành một cái rãnh xuống, nó không phải trôi ra đường nữa ấy. À cái này là nó trôi từ bên kia sang chứ không phải là trên kia xuống đâu. Đúng nhỉ? Đúng rồi, từ bên kia sang mà. À cái này à, nó đang bị tắc ở bên kia là nó thành ra nó không đi được là nó mới xuống đây. Đúng rồi. Ba tờ mắc vải hót bỏ quá bà. Tờ ạ. Mơ cái bảy mít. Để có một bé. Đâu? Ở đâu? Đây ông nước đi đâu ấy? Em đi sửa cái ống nước cho chú dưới này cái. Dưới kia? Có nước uống cái, vâng. Đâu nước đâu bị làm sao? Dưới này anh ạ. Để anh đi cùng xem nào. Đi cùng anh, đi cùng em xem. Dưới kia cũng đi hót à? Vâng, dưới kia bị vào nguồn nước anh. À. Thế là bây giờ cũng phải đi xuống dưới kia để sửa lại cái chỗ ống nước đi lại. Trần đâu ấy? Dưới này anh ơi.
Bây giờ bỏ rẽ bên kia, sợ cái gì chọc chân đâu. Không có gì đâu. Em đi trước mà. Bà đi trước đi bà. Đây có bác hàng xóm bác ra để giúp cùng. Bây giờ đi xem cái ống nước mà Hưng sẽ đi sửa cái kia xem thế nào của bác ạ. Tại vì là đợt vừa rồi mưa to quá nên là cái chỗ đất ở trên kia là nó cũng bị trôi vào cái khe rãnh bên kia là không có cái cống ấy. Nó bị tắc thì là nó trôi theo đường, bây giờ nó bị tắc đường này. Thì cũng được Hưng hót lại rồi, để một hai hôm nữa ngày mai Hưng sẽ đi nhờ mấy bác mà đợt trước được có nhận quà của Quý Mạnh Thường Quân gửi đến cho bản làng mỗi người. Đợt đấy thì cháu cũng không ra, có em Quyền nó ra ấy, thì Hưng bảo là sẽ nhận được, sẽ nhờ được những bác đấy ra để cùng hót một buổi sẽ xong luôn ấy. Wow. Tận đâu ấy bác? Mãi tận đây cây ơi. Ôi, xa đấy. Chết chân lù. Ở đây vào mùa mưa nhiều ấy, nước nó cũng dồn dập từ khắp nơi đến của bác ạ. Những cái khe rãnh rãnh như này là nước dồn mỗi bên một sang một ít này. Cái độ dài, độ sâu của nó là nó sẽ dồn vào một chỗ là nước nó sẽ rất là nhiều luôn. Vương cũng tháo tóc một chút. Một thén. Quốc đi tới đi. À. Ở dưới kia là cũng nó bị ngập dưới kia. À, tính ra là nước ở mái bên này cơ mà. Đấy. Sâu thế. Bây giờ là phải hót ra để nối lại ống à? Không phải anh ạ, cái này mình rút cái ống này ra. Cái nguồn nước là nó ra từ đây này. Ở đây có nước nguồn à Hưng? Vâng anh. Ui. À, thực ra là đây có một cái khe rãnh nước. Mà sao cái tạp người ta tạp ảnh người ta ma đây. Ui, sâu đấy. Nó ở cái bát trăm này lên. Cái tạp phần vàng lên, lông để nó lông lên đi ma rồi. Ồ. Này sao hóc à? Này thì hóc chẳng, 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 dùng khuyên này thò một tránh này cả. Nó, thật lông cái thò ma chứ cả. Nước cũng ra nhiều rồi đấy bạn. Ui, đây nhiều kiến quá. Mà nó không thế bây giờ em là tính ăn ở đây à? Vâng. Em sẽ xếp đá một lượt đá ra đây. Xếp cao á? Ừ. Ủa, bao giờ mới xếp xong được? Cái này mưa là cứ lại mưa nó lại bắt đầu có rồi. Lại xuống. Không anh ạ, à, em muốn là xếp. Xếp để cho nó, cái này nó. Lấy đá về đây, xếp đây để nó xanh. Nó có đá nhiều thế đâu. Đây, bê mấy cái viên này lên đấy. Cái viên này lên xếp vào đấy thành một cái ô xong là bắt đầu mình lấy cái gì về đào cái góc kia thì nó xuôi góc này. Ừ. Là mình đỡ được phần nào rồi. Nước bây giờ chủ yếu là nó ra ở đấy thôi, chỉ có mỗi nguồn này thôi đúng không? Đúng rồi. Ở đây nước ít thế nhỉ? Nước ít mà. Nước này có sạch không nhỉ? Có, nước này sạch ấy. Cái nguồn mạch này là sạch rồi. Ở đây toàn đất cát, bây giờ dấm vào còn bị lún đấy.
thì bác dám ở đâu mà lún kinh đấy. À đây đây. Anh bê cái này vứt lên cho nhá. Vâng. Ui, cái hòn đá này to thế. Cần hai người không? Không. Em một mình em vần ra anh ạ. Vần ra không để sang bên kia đâu mà. Để đây thôi mà. Để đây để nó chắn nước ấy. À, có nghĩa là mình sẽ làm một cái kè ở đây để chắn nước không cho vào đây. Mình đúng. Sẽ dẫn từ ống từ bên kia sang đây luôn. Hết đá rồi. Bây giờ em phải lấy cái ống nước để dẫn đá đến ở dưới, xong mình chèn vào. Cái này ống của nó ở đâu? Ống của em ở đây. Chắc là lấy cái ống này luôn anh ạ. Lấy cái ống này. Đấy. Ở đây thì vừa rồi chắc là to nước đến tận đây ấy nhỉ. Đúng rồi. Bây giờ phải kê cao một chút để cái khe này sẽ nó cho nước đó sang bên này và không sang bên này để lấy nước uống luôn. Con hoa này mình mới lái ra rồi. Đi cả nay cứ ăn vả đầu hốc này nở vai đi chủ mất. Chủ mất chuối à, lá hắc khảo tối à. Không có đá nhiều đâu. Còn đông. Lời đi ác này này. Đông buôn này cái ý. Em mùa nào cũng có ở nước này. Hôm nay sẽ tôi cử khâu này thử vấn đi mà này cho nắm bữa. Hôm nay có thể hộp chủ đề mà. Bên hộp chủ đề nào? Nắm quỳ quỳ đi mà vứt cái to à. Mà giá hào dê bây mà yếu thiệt này. Hôm nay chỉ hốt thôi hốt có phải hỡi mình không? Nắm á? Ừ. Ác ác ảm này ngốc vươn á. Nó đang từ đây đi đây nước ấy. Không. Thôi mau kéo ma tùng nổ răng cảm này. Nó đang mọc lại bạc rúa. Mọc lại bốn bụng mau. Chỉ sợ nó không về là mất luôn. Cái này đắp để vậy chắc đến mai là dùng được. Sợ nó có lên được không ấy. Kéo chậm à. Bảo sao mới là nó mọc phá mất tốt. Không có đá nhỉ. Trên này, em lên trên này lại. Anh Đông ơi, anh đứng đi đằng kia đi em. Đây là cái khe suối này thì nó tránh được những cái nguồn nước mà ở trong này mà không có làm mà chắc chắn là sẽ không có nước để uống đâu. Cứ mưa vào là nó sẽ đổ dồn từ trên kia xuống đây. Cả một cái suối rất là to luôn này. Chị cháu và bà ấy thì tắm ma thế hả anh chứ à? Cái này kỳ ấn chị ở đây nào ạ? Xả đá xuống để lấy ngăn nước. Khi mà mưa lũ đến là nó sẽ không bị cái gốc cây này nguy hiểm quá.
Ôi, 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 bắn vào em không? Vào một tí. Này nước vẫn... Này nhá, xí tắm đi xí bị bụng nhiều đây. Không có nhiều đá nhỉ? Không có nhỉ. Đá thì kè cao cao cho nó nước đỡ vào. Nên mưa nó lại vào thôi mà. Này mưa chắc không vào đâu. Mưa nó cũng bắn đằng kia mà. Đây. Đây này mấy hòn đá này chèn vào đi, đắp thêm vào. Cái này cái kia của mình, ống này của mình không xỏ được cái lỗ kia không đi. Xỏ xuống cái lỗ bên dưới thì nó dốc hơn. Cái này nhiều nhà dùng ấy chứ đúng không? Cái này một nhà thôi. Không sao ạ. Này cho vào cái cạnh bên này đi đi. Nè ừ. Bà, tốt rồi. Ừ. Bây giờ làm sao đợi được nước khi nào nó đầy mới biết được. Giao đi tắm mái cái à. Sẽ đào 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 phần lon thò tưng à, một khấu nữa bộ lô nữa dính một vấn chưa. Ừ. Rồi tính nào Hưng, cứ để như thế đã chứ hay là? Để thế thôi anh ạ. Ném cái hòn này xếp nốt đi. Cái hòn này xếp cho đây nốt. Thì nó đầy thì khá đi mà. Cái này phải để vào một lúc sau nó mới lắng được hết bùn. Nhanh nhanh để ảm, nhanh nhanh để ảm với nhỉ. Bố, lắng á. Bịt, nó bịt ống rồi kìa. Mở bạc, tí nó đầy ngay mà nhé, thấy khá là nhiều nước ấy. Con pan đi nhầm nhang xem. Mùi nhang mà, mắn nhầm, cầu vươn vươn éo tầm rồi. Tầm xuống một lát cao mà, chứ chẳng mà. Một cà cao lấy đi cà phải, ui nào. Thôi, hãy nó tầm như bài. Tầm như bay. Bây giờ cứ để lúc xem thế nào. Nếu mà đầy lên thì nó sẽ đi thôi. Sợ là còn cái anh sợ là dưới này là nó là cát này. Nó không có đầy lên được ấy. Nó cứ đi sang bên này này. Bên này còn đang có nước này. Nếu mà đào vào góc bên này khéo còn đang nhiều nước. Còn sẽ xây nến nắm mà luôn. Xây ta. Xây nến cả tới năm nhưng mà.
không mà lạc bấu mưa cà bấu lên bụi cái trong bị tầng mặt hạ tầng gà hả lạc bấu hả mơ nhớ tạm cân đấy hả tao mềm mà chứ cả nhớ tạm mấy thông ma thì bụi này à thôi để đấy đi đây là không mưa nữa đâu mà chỗ này cũng lầy sâu phết đây sáng này hót hót buổi sáng rồi đấy à vâng anh gần mic cho nên chuyện mới cái được bảy ba hoạt như này thì à công trình nhà nước ở trên này chết không là xin công trình là xin về đây để dài không cho nó lầy xuống ở dưới kia còn một cái làng nữa ở nhà dưới kia có mấy nhà nữa vâng chú anh em mình ủa cái này lầy sâu thế. Đấy, ngày mai hót một buổi có xong được không? Cái này nếu mà mai các bác đến hộ là một buổi thôi nhỉ. Đúng rồi, nhờ được thì nhờ các bác ra giúp đỡ phải một mình làm. Cái này khoét sâu xuống này. Thế là cái khu này là đây chỗ này nếu đã ra phải có một cái cống ở đây thì nó sẽ không trôi ra đường nữa. Bây giờ có cái cống như này thì không có cống thì nước đến đây thì nó không có đi hết được ấy. Đây tràn lan sang bên kia, đẩy bùn sang bên kia, bây giờ là phải đi hót lại. Chính ra là phải làm cái cống ở đây. Đúng rồi, cái cống ở đây thì thoát nước thì có là hợp lý luôn. Những cái chỗ này là do từ bên này sang ấy chứ đúng không? Đúng rồi. Thế mà nước, rãnh nước như này mà họ vẫn lấy nước để uống nhỉ? Đúng rồi. Nước này mà vẫn uống được thì chịu rồi. Đầy nước nó từ đây xuống là mà đây. Cái này máy không qua, nếu máy qua thì cho múc sâu xuống chỗ này xong là kê cái gì lên. Làm cái ránh. Đúng không? Làm cái ránh không chặt cây làm cầu ấy. Đúng không? Cũng hay. Chặt cái cây này làm cầu. Bây giờ là nghỉ hay là xúc nốt? Nghỉ thôi anh ạ. Nghỉ thôi à? Giờ đây được rồi. Ngày mai em cho em về làm một số việc ở trên nhà. Ngày mai đi xuống đây sớm này cùng các bác làm. Thôi, đến nhà thôi nhỉ? Vâng. Chỗ này là ngày trước là cũng đổ bê tông chứ nhỉ? Đấy là xin người ta đổ đường đấy này. Bên kia là chưa đổ đâu đúng không? Đường đi lại mưa gió về cũng rất là khó. Đây một phần cũng không phải là tắc ở do cái đường mình bên kia mà là một phần là xe người ta về đến đây bị yếu máy này, nó bị lì đây. Bây giờ đến chỗ này nó bị dốc, nó bây giờ nó hỏng hết rồi này. Chỗ này bây giờ nước trôi đi cũng hỏng hết rồi, đúng không? Ôi, trận mưa vừa rồi thì tránh làm sao được đường nhựa này. Mấy cái chỗ ở bên kia là sạt hết rồi, có đi lại được đâu. Ngày đi nhà em phải đi bộ sang thôi. Xe máy bên kia thì. Em chưa anh ạ. Vẫn chưa. Cần dùng nước à, che này này. Rửa tay. Kia có nước. Đi sang nhà bác bên kia có nước. Thuận đâu? Mưa thì nó mưa rất là nhiều mà nắng lên thì bắt đầu là nóng. Đúng. Kinh khủng luôn. Kiểu mới mưa xong ấy này nắng này nó nóng lắm. Đúng. Nó hấp từ dưới lên ấy. Đấy mấy chỗ này trước để cao thế mà bây giờ nó tụt xuống hết. Đấy lấy cỏ về trồng em ạ. Vâng. Cỏ về trồng là cái này có phải đất của mình đâu. Cứ trồng thôi, trồng lên thì nó ai lấy thì lấy. Của chủ nó lấy, hay là nó trồng cây. Chủ chắc để đất vậy để cho nó chắc chắc đất ấy, chắc nền đấy. Không, chủ thì mình cứ trồng để lấy cỏ về trồng để cho nó dưới đất cho nó. Bảo bác ấy xem mai bác bảo thế nào. Để nó chơi xuống dưới kia.
như chỗ này đổ đây thì nó lại không xuống nhá. Nó tại vì nó có cái ránh ở đằng kia nó bị ránh kia thôi. Nó xuống nó chỉ là số ít thôi. Vâng. Wow, nóng. Cái nhà đằng sau bên kia là bị sạt một tí rồi, thêm một tí rồi. Vâng anh ạ. Chỗ đấy là phải hót ra nữa nhỉ. Vâng. Thôi, đi rửa chân anh ơi. Đi đâu rửa đấy? Bên kia. Tiếp nhà bên kia. Vâng. Cứ để vậy cũng được mà. Rồi. Để nóng chân. Đi rửa cho sạch lại đi. Cái tách kia có nước, chưa có nước à? Chưa có. Cái tách kia thì các bác là muốn là để vào đây này, hứng nước mưa này. Sợ nó bây giờ chưa có dẫn nước được vào ấy. Vâng. Vào đây rửa anh ạ, đây có nước mà. Đây có nước à? Ở suối bên kia rất là nhiều nước nhỉ. Vâng anh ạ. Cái khu em đây này không có nước. Bên này thì không có. Ôi ôi, mấy hôm nay ra mấy cái khe suối bên kia nước nhiều lắm. Nước nhiều nhưng mà đường cũng sạt lở rất nhiều anh ạ. Nhiều, nó mưa to như này thì cái địa hình như trên mình là không tránh được rồi, không tránh sạt lở được rồi em ạ. Như bên kia kìa, nhìn sang kìa. Phía đối diện bên kia kìa. Kìa. Đấy, nhiều chỗ trắng trắng ở trên kia là cái thác nước xuống ấy. Chỉ bé tẹo thôi mà ngày trước này bây giờ to. Không biết là từ mưa là nó nước nó chui đâu ra nhiều vậy chứ. Ôi, anh em mình đi kiếm nước rửa chân đi. Vâng. Chắc là cháu cũng xin phép là khép lại cái nội dung video tại đây thôi các bác. Cảm ơn các bác rất là nhiều, đã luôn luôn là đây người nước đây. Đồng hành cùng cháu Khương, là muốn cho cháu Khương lên đây để chia sẻ cuộc sống của hai anh em. Hôm nay cháu lại có mặt tại đây để ghi hình cho các bác nắm được. Và bây giờ cái thước phim đến đây cũng khá là dài rồi các bác ạ. Cháu cũng xin khép lại video tại đây thôi. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Chúc các bác có thật nhiều sức khỏe và gặp thật nhiều may mắn trong cuộc sống các bác nha. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác ở những nội dung tiếp theo trên kênh Minh Khương TV. Xin chào các bác. Con chào công các bà, chào cô chú ạ. Cháu Khương xin chào tất cả các bác. Hôm nay thì cháu sẽ giới thiệu về cái gian hàng nhỏ nhỏ hiện tại mà cháu có bán ở trên kênh. Đây là cái sản phẩm đầu tiên mà cháu có kinh doanh ở trên kênh là cái mật ong khoái này các bác. Đây là mật ong khoái ở trên rừng già về này. Cháu có thu gom lại một số anh em là đi rừng cũng như là của ông gì. Anh em Hưng Thuận là cháu sẽ mang về bán hộ này các bác. Đây là mật là cháu chưa có vắt ra này. Đây là đồ đặc sánh rất là đẹp này các bác. Cháu sẽ cắt một tí cho các bác cùng xem nhé. Đấy. Úi dồi ôi, nhìn nguyên chất cho các bác đây này. Đấy. Đây là thành khớ khớ như thế này là mật của nó ở trong này này các bác. Đấy, rất là ngon này. Trông rất là ngon luôn các bác. Đấy, đồ đặc sánh và mật như thế nào thì cháu sẽ chát ra cho các bác cùng xem này. Đấy, rất là đẹp. Màu của mật ong khoái rất là đẹp này các bác. Đấy. Rất là ngon luôn các bác ạ. Cháu sẽ chát ra như thế này để cho các bác cùng xem này. Cái chai là cháu sẽ đóng chai như thế này và gửi cho các bác nếu như mà các bác muốn sử dụng sản phẩm là mật ong khoái này. Còn ngoài ra đây là mật ong hoa bạc hà này các bác. Đây mật ong hoa bạc hà có hai màu khác nhau này. Đấy là sản phẩm trà tâm sen này các bác. Cháu hiện tại có bán ở trên kênh. Nếu như mà các bác có muốn lấy thì cháu sẽ gửi cho các bác nhé. Đây là trà tâm sen này. Bột tinh nghệ các bác. Đây là bột tinh nghệ. Cháu có đóng thành cái lọ như thế này rồi. Đây một lọ là 5 lạng các bác. Đây là chuối hột rừng này. Chuối hột rừng của em Hiền này. Hiện tại cháu có giúp em Hiền là đang bán các bác ạ. Chuối hột để ngâm rượu này. Ngoài ra còn có sản phẩm nữa là sâm đương quy. Đấy, sâm đương quy các bác nhé. Đây sâm đương quy, cây sâm đương quy này. Đó. Thứ tư là sản phẩm là chè san tuyết cổ thụ ở trên Hà Giang các bác. Đây là chè san tuyết là cháu có hút chân không như thế này rồi. Đây là một túi là 5 lạng các bác lấy ha. Lấy 1 cân thì cháu sẽ gửi 2 túi như thế này cho các bác. Đó. Còn một sản phẩm khá là đặc biệt và đang bán chạy nhất cho ông gì. Đó là cây xương khớp các bác. Đây là cây xương khớp hiện tại là cháu có hộ ông gì là bán cây xương khớp này. Rất là tác dụng rất là tốt. Nếu như mà các bác có bị bệnh hay như nào thì có thể là liên hệ với cháu Khương để lấy những cây xương khớp của ông gì các bác nhé. Trên đây là những cái gian hàng nhỏ nhỏ của cháu Khương. Hiện tại cháu có bán ở trên kênh. Giúp các hoàn cảnh cũng như là bản thân cháu có thêm được cái kinh phí đi chia sẻ những cái hoàn cảnh ở trên vùng cao cũng như là lấy đủ kinh phí để mua những cái phần quà nhỏ nhỏ để khi mà đi thăm các hoàn cảnh. Mong được quý cô bác anh chị sẽ ủng hộ kênh.